Thanh Chương. Thì mình cũng đến đây để hát cho biết, mà không ngờ bữa nay là có mấy chị mấy anh đặt tiệc, cho nên tụi em cũng có rất là vinh hạnh được đến gặp mấy anh để giao lưu. Mình xin hát bài hát được mang tên Người Đã Nói. Lời anh.